Ok, đây cùng kiểm tra lại, có hiện lớp xếp, chúng ta sẽ sửa này. Ta sẽ thêm số 2 vào, xếp lại. Đây, đã ăn luôn vào trong data của chúng ta. Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angola trên trang chủ bài số 15 này. Bài này thì chúng ta sẽ đi tiến hành update hero. Bài trước thì chúng ta đã mô phỏng một backend chứa dữ liệu và chúng ta đã dùng phương thức HTTP để lấy dữ liệu ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào bài của chúng ta, bài update hero này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh sửa file hero detail, chúng ta thêm button vào, gọi hàm save ở dưới backend. Chúng ta chưa vào suộc app hero detail, mở file html lên. Tôi sẽ cho button này làm trước button ở go back của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa hàm shape này ở dưới file ts. Ok, như vậy là đã xong. Sau khi update hero và subscribe xong thì chúng ta sẽ gọi hàm go back. Go back chính là hàm này, trở về trang trước đấy, một là trang danh sách hero hay là trang dashboard. Và chúng ta sẽ tiến hành thêm phương thức update hero của hero service. Chúng ta cùng truy cập đến file heroservice.ts. Đây, chúng ta sẽ thêm hàm update hero. Ở những bài trước thì chúng ta mới làm phần xem thôi. Trong bốn cái crud crud ấy, thì chúng ta mới làm cái read đọc dữ liệu ra. Chúng ta đọc từ file local này. Đây, chúng ta đọc qua service và bây giờ chúng ta đọc qua service HTTP thì có chậm hơn nhưng mà đúng thực tế hơn. Rồi, chúng ta đã có lỗi ở đây vì chúng ta thiếu biến này HTTP option. Chúng ta sẽ copy và paste vào. Chúng ta sẽ chuyển dữ liệu dạng JSON. Ok, như vậy là đã xong. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem. Chúng ta sẽ nhấn thử vào một hero này. Đây, đã có nút save và nút go back rồi. Trong trường hợp mà các bạn chưa hẹn nút save thì nhiều khi dữ liệu phần mềm của chúng ta chưa build xong, chúng ta sẽ tiến hành là Ctrl C này. Ctrl C hai lần thì nó sẽ không build nữa và chúng ta sẽ tiến hành build lại. Trong trường hợp các bạn không hiện nút save nhé, hoặc là nút save không hoạt động thì hãy build lại, tắt đi và build lại như rồi. Có thể là code nó chưa ăn. Ok, đây cùng kiểm tra lại, có hiện nút save, chúng ta sẽ sửa này. Ta sẽ thêm số 2 vào, save lại. Đây, đã ăn luôn vào trong data của chúng ta. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.